Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Không thể phủ nhận, Nghị định 24 đã góp phần quan trọng trong việc chống vàng hóa, chống đô la hóa nền kinh tế và nâng cao giá trị tiền đồng. Sau hơn 10 năm triển khai Nghị định 24, tình trạng người dân đổ xô đi mua hay bán vàng đã không còn như trước kia. Tâm lý đầu cơ tích trữ vàng đã giảm. Đến nay, kinh tế vĩ mô đã ổn định, lạm phát được kiểm soát. Nghị định 24 cần phải sửa đổi để phù hợp với thực tiễn. Nghị định 24 quy định, ngân hàng nhà nước quản lý hoạt động xuất nhập khẩu vàng miếng, nhưng từ năm 2014 không cấp phép nhập khẩu vàng để sản xuất vàng miếng. Do vậy, nguồn cung vàng nguyên liệu bị hạn chế. Giá vàng SJC trong nước luôn đắt đỏ. Có thời điểm giá vàng quốc tế rẻ hơn vàng SJC lên tới 20 triệu đồng một lượng, khiến người mua vàng trong nước phải chịu thiệt vì độc quyền vàng SJC. Nghị định 24 ra đời khi giá vàng thế giới ở mức 1.670 USD trên một ounce và giá vàng trong nước khoảng 42,5 triệu đồng một lượng. Nếu trước đây, chênh lệch vàng thế giới và vàng trong nước ở mức 2 triệu đồng một lượng, thì nay có thời điểm trên 18 triệu đồng, thậm chí là gần 20 triệu đồng một lượng. Theo luật sư Trương Thanh Đức, không có doanh nghiệp nào được đặc ân hưởng lợi từ việc giá vàng miếng SJC đắt hơn so với các loại vàng khác, vì nó là thương hiệu thuộc sở hữu nhà nước, chứ không phải thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC. Do vậy, các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng đều được phép mua bán vàng SJC. Giá vàng SJC cao chủ yếu là do yếu tố tâm lý, chứ không phải yếu tố kinh tế tác động đến cung cầu. Đơn giản là người dân muốn sở hữu loại vàng này, khi mua vào phải trả giá cao, khi bán ra thu về với giá cao hơn, dù cùng trọng lượng và hàm lượng vàng so với các loại vàng khác, ông Trương Thành Đức phân tích. Ngay sau công điện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các giải pháp quản lý thị trường vàng, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng ngay trong tháng 1 năm 2024. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, công điện của Thủ tướng chỉ đạo việc chấn chỉnh và bình ổn thị trường vàng là rất cần thiết và kịp thời trước diễn biến giá vàng thời gian qua, nhất là hiện tượng giá vàng SJC có mức chênh lệch quá lớn với giá vàng thế giới. Nếu tiếp tục để diễn biến giá vàng như vậy, người dân có nhu cầu mua bán vàng sẽ bị thiệt. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, để không còn độc quyền, đẩy giá thương hiệu vàng SJC, Việt Nam cần cho phép các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, nhập khẩu nguyên liệu, xem vàng nữ trang là mặt hàng kinh doanh bình thường, thay vì là mặt hàng kinh doanh có điều kiện như hiện nay. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhấn mạnh, để hạn chế vàng hóa, đô la hóa nền kinh tế, chúng ta cần hướng tới phát triển một thị trường lành mạnh và hạn chế đầu cơ vàng. Trong đó, cần mạnh dạn thay đổi tư duy quản lý thị trường vàng, quán triệt các nguyên tắc quản lý trong nền kinh tế thị trường. Đó là ngân hàng nhà nước chỉ thực hiện chức năng quản lý và hoạch định chính sách, điều tiết dự trữ ngoại hối bằng vàng theo pháp lệnh ngoại hối, luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng, mà không tham gia sản xuất kinh doanh hoặc điều tiết thị trường bằng các biện pháp hành chính, không trực tiếp can dự việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng, về lâu dài không chỉ với SJC mà cả các thương hiệu vàng khác, nhà nước cần có chính sách tạo nguồn cung. Bên cạnh lượng vàng nhập khẩu về, để chế tác, gia công hàng mỹ nghệ có thể xuất được. Trước biến động tăng mạnh của giá vàng trong nhiều ngày qua, lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng. Ngân hàng nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng. Thực tế, giá trị của vàng không chỉ là tài sản, tài chính, mà còn được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực sản xuất, nên giá trị của nó có sự tăng trưởng là điều đương nhiên. Bên cạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ vừa qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận chênh lệch quá lớn giữa giá vàng trong nước và quốc tế, giữa vàng SJC và các loại vàng khác. Khi nhu cầu của người dân tập trung vào một loại vàng, sẽ dẫn đến hiện tượng đầu cơ hoặc mua với khối lượng lớn để chờ tăng giá, gây ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Do đó, tôi hoàn toàn ủng hộ việc xem xét lại Nghị định 24, nhưng phải kiểm soát được tình trạng vàng hóa của nền kinh tế. Nghĩa là nếu quay lại câu chuyện vàng cũng là tiền, chúng ta có thể gửi vàng vào ngân hàng có lãi, hoặc có thể vay vàng ra để đi mua tài sản như trước đây sẽ là vấn đề rất lớn. Từ đó giá trị của Việt Nam đồng sẽ không được tốt như hiện tại. Đây cũng là vấn đề mà các cơ quan và chính phủ đang tích cực xử lý.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành quyết định 02/QĐ/NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 1623 ngày 23 tháng 8 năm 2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng. Trong đó, có một số điểm là tập trung vào việc tổ chức sản xuất như gửi danh sách cán bộ giám sát việc gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và quản lý khuôn. Để có thể sản xuất vàng miếng, sẽ phải dùng vàng cốm nấu lên và đúc thành vàng miếng, nên chỉ cần kiểm soát khuôn và khuôn đó đang ở SJC được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát. Tự trung lại, Ngân hàng Nhà nước đang làm cả hai việc gồm: một là chuẩn bị những biện pháp cần thiết để tăng lượng cung vàng miếng SJC ra ngoài thị trường; hai là kiểm soát nhu cầu. Các cơ quan quản lý không cấm người dân tích trữ, sở hữu vàng, nhưng họ sẽ kiểm soát việc đầu cơ để tránh tình trạng trục lợi khi giá vàng tăng. Vì với một quốc gia như Việt Nam, nguồn ngoại hối cũng cần được sử dụng một cách hợp lý, không để xảy ra việc có bao nhiêu USD sẽ đi nhập vàng mà không dành cho sản xuất kinh doanh. Về giải pháp bền vững cho thị trường vàng, theo tôi, chúng ta sẽ chưa thể xử lý hết được những vấn đề sâu xa nhất của thị trường, nếu vẫn coi đây là một loại tiền đặc biệt. Và càng kiểm soát thì càng dẫn đến nhu cầu của người dân tăng lên khi có các biến động của kinh tế thế giới hoặc lãi suất ở thị trường Việt Nam thấp dẫn đến việc người dân đầu cơ vào tài sản này. Chúng ta có thể tham khảo mô hình sàn giao dịch nếu coi vàng là một loại hàng hóa, không phải là loại sàn giao dịch CFD mua bán trên lệch giá vàng mà không diễn ra việc giao dịch vàng thực tế. Nếu chúng ta có đủ khả năng để thành lập sàn giao dịch vàng vật chất quốc gia thì đó mới là giải pháp. Khi nhu cầu của người dân về vàng vật chất tăng cao, chúng ta có thể nhập khẩu để bán cho người dân, và có những trường hợp giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới thì có thể xuất khẩu vàng thông qua sàn này, giúp mọi thứ được liên thông. Thực tế, hoạt động xuất nhập khẩu vàng ở Việt Nam vẫn diễn ra thường xuyên thông qua cơ chế của Nghị định 24 quy định rất rõ ràng. Còn ở góc nhìn của tôi, nếu chúng ta có sửa hay quy định một cách mang tính hình thức thì vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề cụ thể của thị trường vàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.